kinh đô điện ảnh châu Á, Hollywood phương Đông, những danh xưng mỹ miều mà người ta từng dùng để tôn vinh điện ảnh xứ Hương Cảng. Từng là ông lớn một thời thống lĩnh châu Á, Hồng Kông giờ đây bỗng mất hút khỏi những cuộc tranh đua trên thị trường điện ảnh. Từ một quốc gia đứng thứ 3 thế giới về sản xuất phim, thì hiện tại chỉ khiêm tốn cho ra 50 đến 60 phim mỗi năm. Một nơi từng sản xuất phim lọt top 100 phim hay nhất mọi thời đại lại có ngày phải đối diện với sự quay lưng của chính khán giả bản địa. Chuyện gì đã xảy ra với điện ảnh Hồng Kông? Hãy cùng Phê Phim đi tìm câu trả lời ngay sau đây. Vào đầu những năm 80, khi văn hóa xem TV nổi lên, truyền hình Hồng Kông trở thành một món ăn không thể thiếu của các gia đình châu Á. Nhìn thấy sự lấn lướt của phim truyền hình, các nhà làm phim Hồng Kông lúc bấy giờ quyết định chấn hưng cả nền điện ảnh. Như thế, một thời kỳ mới mở ra, không còn những phim kiếm hiệp được quay trong phim trường chật hẹp. Điện ảnh Hồng Kông lúc này đã có một sự lột xác mạnh mẽ, được mở rộng và tự do hơn về bối cảnh, cùng những góc quay, chuyển động máy đầy ấn tượng. Đặc biệt, dù trong bất kỳ thể loại nào, thì chuyện phim cũng là nền tảng để phác họa con người Hồng Kông. Họ vừa mang nét truyền thống phương Đông, vừa chịu ảnh hưởng bởi nét hiện đại của đất nước bảo hộ Anh Quốc. Cuối cùng, nỗ lực đã tạo nên trái ngọt. Những năm 80-90 được xem như thời kỳ hoàng kim lừng lẫy của nền điện ảnh Hồng Kông. Người ta dành cho nền điện ảnh xứ Hương Cảng những danh xưng đầy tính tôn vinh như Hollywood phương Đông hay kinh đô điện ảnh châu Á. Đây cũng là giai đoạn mà Hồng Kông là nước sản xuất phim nhiều thứ ba trên thế giới, từ 200 đến 300 phim mỗi năm, chỉ xếp sau Hollywood và Bollywood. Không dừng lại ở việc chiếm lĩnh thị trường giải trí trong nước, Hồng Kông còn đặt ra tham vọng quốc tế hóa. Tiên phong trong mục tiêu này là công ty hãng Cinema City, chuyên sản xuất các phim hài hành động rất phù hợp với thị hiếu của khán giả thế giới. Huyền thoại Lý Tiểu Long cũng là một trong những quân bài giúp điện ảnh Hồng Kông chinh phục được khán giả trong và ngoài nước. Môn võ triệt quyền đạo của anh đã nâng tầm thể loại phim võ thuật, trở thành thể loại phim Hồng Kông vô cùng được săn đón trên thị trường quốc tế. Nhưng khác với những nền điện ảnh khác, nền công nghiệp điện ảnh Hương Cảng lại không được chính phủ hỗ trợ trực tiếp về tài chính hay chính sách. Vì vậy, các sản phẩm điện ảnh làm ra phải mang tính thương mại hóa rất cao. Tiêu chí đầu tiên của các nhà làm phim là thu hút được sự quan tâm của công chúng. Các thể loại phim phổ biến trong thời kỳ này là xã hội đen, kiếm hiệp hay hài chính là chìa khóa để Hồng Kông thu phục trái tim của các khán giả. Thú vị ở chỗ, Hồng Kông vẫn giữ cho cán cân điện ảnh của xứ nhà hết sức cân bằng. Dù sản xuất các dòng phim thương mại chạy đua theo thị hiếu khán giả để đảm bảo về tài chính, song dòng phim nghệ thuật mới là đòn bẩy nâng tầm vị thế của điện ảnh Hồng Kông trên bản đồ thế giới. Những đại diện tiêu biểu trong dòng phim này có thể kể đến như Vương Gia Vệ, Hứa An Hoa, Trần Khả Tân. Nhiều tác phẩm của họ trở thành bài học cho giới làm phim sau này. Quái kiệt điện ảnh xứ Hollywood Quentin Tarantino là một người hâm mộ cách kể chuyện phim của Vương Gia Vệ. Tôi khóc không chỉ vì câu chuyện phim đẹp, buồn và cảm động quá, mà là vì tôi đã được xem một tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa, một tác phẩm đẹp trong từng khuôn hình, một tác phẩm dành cho ai yêu điện ảnh đích thực, Tarantino chia sẻ sau khi xem phim Trùng Khánh Xâm Lâm. Trùng Khánh Xâm Lâm của Vương Gia Vệ cũng là một trong ba phim châu Á duy nhất lọt vào danh sách phim điện ảnh xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại do tạp chí Time của Mỹ bình chọn. Tầm ảnh hưởng của điện ảnh Hồng Kông còn vượt qua ranh giới màn ảnh và len lỏi vào từng hơi thở của đời sống thực. Thanh niên thời đó đã từng một thời điên đảo với cách ăn mặc, trang điểm và ăn diện chuẩn style Hồng Kông. Ai mê dòng phim xã hội đen thì đi đâu cũng mang chiếc kính đen cho thật ngầu. Các cô gái mê dòng phim lãng mạn chắc hẳn sẽ tô một chiếc môi thật đỏ cùng mái tóc uốn phỏng đen nhánh. Và dù chưa từng một lần đặt chân đến xứ Hương Cảng, nhiều người vẫn bồi hồi và nhớ thương những địa danh xuất hiện không biết bao lần trong những thước phim. Khu Trùng Khánh Đại Hạ đầy náo nhiệt và xô bồ, khu phố ăn chơi Lan Quế Phường, cho đến những tòa chung cư cũ đặc sệt lối kiến trúc Hồng Kông tại Thâm Thủy Bộ. Khán giả trẻ thời nay có thể khó cảm nhận được vị thế của Hồng Kông trong giai đoạn này. Để dễ hình dung, chúng ta có thể ví nền điện ảnh lúc bấy giờ của Hồng Kông như điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc trong hai thập niên gần đây, vươn tầm quốc tế, vượt trội về chất lượng và ổn định về số lượng. Vậy do đâu mà Hồng Kông có thể chạm đến đỉnh cao như thế? Mặc dù không được sự hậu thuẫn từ phía chính phủ, điện ảnh Hồng Kông lại có dòng vốn từ các nước phương Tây, những nước muốn đầu tư và xuất khẩu phim sang thị trường Đông Nam Á. Nguồn vốn quốc tế dồi dào liên tục đó đã gây dựng nên một khung sườn vững chắc cho Hồng Kông. Đồng thời, quốc gia này cũng không ngừng tăng tính nhận diện cho nền điện ảnh nước nhà. Một số sự kiện như Liên hoan phim Hồng Kông quốc tế, Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông được tổ chức đã mở rộng khả năng tiếp cận và quan tâm của khán giả thế giới. Nhờ những buổi liên hoan phim và các giải thưởng uy tín châu Á, Hồng Kông đã giới thiệu thành công một số tác phẩm như Thuyền Nhân của Hứa An Hoa, Yên Chi Khâu của Quang Cầm Bằng. Đóng góp không nhỏ vào sự thành công một thời của điện ảnh Hồng Kông là độ chịu chơi, chịu chi của những ông trùm giải trí nội địa. Như vị chủ tịch của hãng phim SB Shaw Brothers chuyên chiêu mộ những tài năng trẻ, khuyến khích các nhà làm phim thoải mái thể hiện sức sáng tạo và không ngại chi trả số tiền khủng để làm ra những bom tấn. Các nhà sản xuất cũng không hề ngồi chờ thời mà đích thân đi tìm vàng.
họ dốc sức đi tìm nhân tài vượt ngoài biên giới Hồng Kông, như diễn viên Kim Thành Vũ là người Đài Loan gốc Nhật hay nữ minh tinh Lâm Thanh Hà là người Đài Loan. Những hậu thuẫn bên ngoài sẽ chẳng là gì nếu ngay từ nội tại, Hồng Kông không có cho mình những thế hệ làm phim cực kỳ ưu tú và tài hoa. Làn sóng các nhà làm phim trẻ được đào tạo bài bản ở Âu Mỹ đã đem những tiêu chuẩn và chất lượng làm phim phương Tây vào các tác phẩm của mình. Nói như Vương Tinh, phim Hồng Kông có vẻ ngoài của phương Tây và mang tinh thần của phương Đông. Đó là giai đoạn mà Hồng Kông sở hữu một thế hệ các đạo diễn với tư duy nghệ thuật và ngôn ngữ điện ảnh không thể trộn lẫn. Một Châu Tinh Trì với lối hài lố, cương điệu trong hình thể mà nhiều năm sau cũng khó ai dám bắt chước. Một vũ trụ điện ảnh đầy tính duy mỹ và chiêm nghiệm của ông hoàng lãng mạn Vương Gia Vệ, hay giới xã hội đen đầy tình huynh đệ của Ngô Vũ Sâm, khác với cách khai thác phim xã hội đen tinh tế và thanh lịch như Đỗ Kỳ Phong. Những tài năng hiếm có lại vô tình xuất hiện trong cùng một giai đoạn, mang đến một nền điện ảnh giàu sức sống và đầy tính tưởng tượng. Điện ảnh Hồng Kông sẽ chẳng thể chinh phục đỉnh cao như thế nếu thiếu vắng những ngôi sao. Thập niên 80-90 được xem là thời kỳ hội tụ nhiều ngôi sao đẹp nhất, khí chất nhất của Hồng Kông. Các diễn viên xứ Hương Cảng với lối diễn xuất theo trường phái chân thực, ảnh hưởng bởi phong cách method acting của Hollywood, tạo nên những thước phim cảm xúc và độc đáo. Khí chất của Trương Mạn Ngọc cũng không hề giống với vẻ quyền lực của Lâm Thanh Hà. Đôi mắt biết nói của Lương Triều Vĩ sẽ khác với vẻ ngây thơ của Kim Thành Vũ hay sự trầm tư của Trương Quốc Vinh. Đó là những minh tinh ngọc nữ, thiên hậu thiên vương mà có lẽ chẳng ai thay thế nổi. Vậy nhưng ở đời, cực thịnh, tất suy. Cột mốc ở những năm 2000 là thời khắc cuối cùng trên đỉnh vinh quang của một nền điện ảnh từng thống trị châu Á. Kỷ nguyên vàng của điện ảnh Hồng Kông cũng có lúc phải đi vào hồi kết. Năm 1997 được xem là năm đen tối đối với nền công nghiệp phim ảnh lẫn nền kinh tế chung của Hồng Kông. Sau khi được nước Anh trao trả lại cho Trung Quốc đại lục, Hồng Kông chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á, nhiều nhà sản xuất phim dần thoái vốn. Không dừng lại ở đó, năm 2003, đại dịch SARS bùng nổ ngay trên đất cảng, khiến cho hàng loạt rạp chiếu phim phải đóng cửa, các nhà đầu tư cũng dần rút lui. Hãng Shaw, hãng phim đứng sau các bộ phim ăn khách nhất trong kỷ nguyên vàng của điện ảnh Hồng Kông, giờ đây chỉ sản xuất cầm chừng. Hãng Gia Hòa, nơi phát hiện và đưa Lý Tiểu Long lên hàng huyền thoại, nay bị thu mua và không còn liên quan gì đến ngành giải trí nữa. Hay Tân Nghệ Thành, từng là công ty hợp tác với các nhà làm phim nổi tiếng, cũng vì nhiều vấn đề như phân chia lợi nhuận không đồng đều, có sự xung đột với ý tưởng sáng tạo, nên hoạt động được 11 năm thì tuyên bố giải tán. Từ những năm 1990 trở đi, thị trường nước ngoài cũng dần nói không với các bộ phim Hồng Kông, bắt đầu phát triển điện ảnh của riêng mình và chuyển sang phát hành rộng rãi các bộ phim Hollywood. Từ một khu vực sản xuất hơn 200-300 phim một năm, giờ đây Hồng Kông chỉ khiêm tốn cho ra khoảng 50-60 phim một năm, mà đa phần trong số đó phải hợp tác với Trung Quốc. Điện ảnh Hồng Kông lúc này trở nên đáng thương và co rúm trước sự bành trướng của Hollywood trên toàn cầu, làn sóng Hollywood từ Hàn Quốc hay sự phát triển của phim Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Nếu trước đây, top 10 những phim ăn khách nhất Hồng Kông có hơn phân nửa là phim bản địa, thì vào năm 2016, chỉ có duy nhất bộ phim Mỹ Nhân Ngư cũng là một bộ phim hợp tác với đại lục. Không phải tự nhiên mà một nền điện ảnh từng thống trị cả châu Á lại xuống dốc không phanh như thế. Để biết rõ nguyên do, đầu tiên có lẽ chúng ta cần suy xét Hồng Kông trong mối quan hệ tương quan với điện ảnh thế giới. Hollywood là một trong những thị trường điện ảnh trực tiếp khiến Hồng Kông lao đao. Cuối những năm 90, đầu những năm 2000 là thời gian Hollywood đẩy mạnh thị trường mục tiêu ở Đông Á. Họ bắt đầu đổ tiền thực hiện dòng phim hành động, dòng phim vốn là thế mạnh của Hồng Kông. Những thế võ công mang tính biểu tượng Hồng Kông một thời bỗng chốc bé nhỏ đến tội nghiệp khi so với những pha hành động đẹp mắt của Marvel, của series hành động Fast and Furious hay hàng loạt những bom tấn đầy kịch tính khác. Sự mới lạ về thể loại và đầu tư mạnh về kỹ xảo của điện ảnh phương Tây nhanh chóng thu hút khán giả châu Á và cả Hồng Kông rơi vào cơn khát các phim Mỹ, tạo điều kiện để phim Hollywood tiếp tục thu lợi nhuận tại đây. Trong giai đoạn hoàng kim của mình, ước tính số lượng phim cấp 3 Hồng Kông chiếm từ 25-50% và đây quả là một nước đi sai. Trong hàng tá dự án na ná nhau, những phim rác lọt vào là điều không thể tránh khỏi, từ đó là mất niềm tin của khán giả. Đã vậy, giới làm phim trong giai đoạn này lại sao nấu những nguyên liệu đã từng một thời đưa Hồng Kông lên đỉnh cao với mục đích treo kéo khán giả quay lại rạp. Nhưng cái gì ăn nhiều mà chẳng có lúc ngắn. Và hơn hết, sự tuột dốc không phanh của Hồng Kông có thể được lý giải rằng nền điện ảnh của họ đã bước vào thời kỳ giáp hạt, lúa cũ đã ăn hết, lúa mới chưa chín, tạo ra cảnh thiếu đói. Những chiến thần phòng vé một thời như Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Lý Gia Hân, Vương Tổ Hiền đã bước qua tuổi trung niên mà những lớp diễn viên sau lại chưa có nhân tố nào đủ sức để thay thế. Điều này cũng xảy ra tương tự với các đạo diễn và các nhà làm phim Hồng Kông. Một số thì sức sáng tạo dần tan phai theo năm tháng, số khác thì đầu quân sang Hollywood hay thị trường 1 tỷ 3 dân số đầy hấp dẫn ở đại lục. Trước tình hình đó, Hồng Kông nên làm gì và họ đã nỗ lực ra sao để giải thoát khỏi bế tắc, trở lại với phong độ đỉnh cao một thời?
đi tìm lời giải cho khủng hoảng của nền điện ảnh. Có lẽ chính phủ Hồng Kông nên nhìn sang Hàn Quốc, một tấm gương phản chiếu ánh hoàng kim mà Hồng Kông đang dốc sức tái hiện. Cụ thể, suốt nhiều năm qua, Hàn Quốc đã tích cực hỗ trợ cho nền âm nhạc K-pop và các loại hình nghệ thuật khác, góp phần vào sự thành công của làn sóng Hallyu về việc xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc đi khắp thế giới. Hồng Kông cũng có thể học hỏi Hàn Quốc để xây dựng lại sự hấp dẫn của các ngôi sao, tạo ra những tứ đại thiên vương, ngũ hổ tướng hay các mỹ nhân thế hệ mới sẽ góp phần thu hút sự chú ý và đưa công chúng quay lại với nền điện ảnh này một lần nữa. Với sự phát triển của công nghệ và các chương trình trực tuyến, Hồng Kông hoàn toàn có thể đầu tư đi theo con đường này. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Văn hóa của Đại học Kinh tài Trung ương Ngụy Bằng Cử cho rằng, phim Hồng Kông muốn tiến vào thị trường Trung Quốc chỉ có thể đi theo con đường hợp tác sản xuất, mà trong thời đại Internet phát triển với tốc độ nhanh, dòng phim online có lẽ sẽ trở thành chỗ dựa. Và sau cơn mưa trở lại sáng, điện ảnh Hồng Kông đã trải qua giai đoạn đen tối nhất. Giờ đây là lúc họ khởi động để sớm trở lại với cuộc đua trên đấu trường quốc tế. Hiện tại, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ dỡ bỏ 5 hạn chế lớn đối với các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, bao gồm số lượng người và tỷ lệ nghệ sĩ tham gia dự án đại lục và miễn lệ phí. Các nhà làm phim và điện ảnh Hồng Kông cũng sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng tại các liên hoan phim đại lục. Vào năm 2018, Still Human, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Trần Tiểu Quyên với ngân sách chỉ 3,25 triệu đô la Hồng Kông đã giành được nhiều giải thưởng và trở thành một trong những cú hích nổi bật của nền điện ảnh Hồng Kông nhiều năm qua. Tiếp nối thành công của Still Human, bộ phim kinh phí thấp Man on the Dragon cũng thu về hơn 15 triệu đô la Hồng Kông. Điều đáng nói là cả hai dự án trên đều được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Phim của Hồng Kông, cho thấy chính phủ Hồng Kông đã có những chuyển biến tích cực để hỗ trợ cho điện ảnh nước nhà. Gần đây nhất là Better Days của Tăng Quốc Cường đã lọt vào top 5 phim quốc tế hay nhất của giải Oscar 2021. Dù con đường quay trở lại thời kỳ Hoàng Kim sẽ thách thức và cam go hơn khi không còn một mình một đường đua như trước nữa, nhưng những nỗ lực gần đây chính là dấu hiệu đầy tích cực cho thấy Hồng Kông đã hiện lên với vẻ khả quan hơn. Dù thời Hoàng Kim của Hồng Kông đã đi rất xa, nhưng những di sản tinh thần mà họ để lại sẽ vẫn luôn còn ở đó. Trong Trùng Khánh Sâm Lâm có một câu thoại thế này: nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong nó không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ là 1 triệu năm. Chắc hẳn rằng 1 triệu năm sau nữa, những tác phẩm kinh điển và bất hủ của Hồng Kông sẽ luôn khiến người ta day dứt và bồi hồi khi nhắc về. Nhưng liệu rằng trong tương lai, Hồng Kông có thể một lần nữa trở lại với ngai vàng một thời?